Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Cây Cảnh Mini Giá Rẻ. Và hôm nay là ngày 8 tháng 4 thì hôm nay con xin lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình một cái số cây bonsai, cây cảnh bonsai mini ha. Thì hôm nay trước clip này thì con xin quay cô chú anh chị mình tham khảo cái lô sam trái quắn quái vô chậu nhỏ nhỏ mini gì nè nha cô chú anh chị. Và những cây này hiện tại là con vô cái chậu bự cho nên nhìn nó rất là khập khiễng và nhìn nó không có đẹp. Nhưng mà cô chú anh chị mình ép lại một cái chậu nhỏ và quắn lại một cái dáng cố định theo cái ý thích của chính mình thì giờ mới rất là đẹp ha. Thì những cái hàng này á, những cái hàng nhỏ làm những cây mini siêu mini như thế này thì nói chung là làm rất là cực. Và hiện tại con bán giá nói chung là cũng hơi cao so với những cây khác. Nhưng mà cô chú anh chị mình muốn làm những cái cây mini siêu mini mà nó nhỏ và quắn quái như thế này á, thì nói chung rất là khó. Phải dăm từ cái nhánh chút xíu như thế này và cho nó phát triển rồi xong rồi mới quắn rồi xong mới chăm sóc cho nó lớn lên như thế này và cho nó ăn dây theo dáng như thế này. Nói chung là rất là cực công. Và những cái này á, là mục đích là làm vô những cái chung nhỏ xíu gì nè, nó làm vô cái chung nhỏ xíu của chú anh chị đang làm những cây bonsai mini siêu mini để chơi ha, chứ không phải mục đích cho cái chậu bự như thế này. Và những cái cây sam trái này hiện tại á, là con dăm và quắn cái dáng quái như thế này là nó rơi vào khoảng từ 15 đến 16 tháng rồi nha, rất là lâu ha. Tại vì để dăm nó ra rễ ít gì cũng 3 tháng mấy rồi cô chú anh chị, thời gian rất là lâu. Và hiện tại những cây sam trái này con đang giao lưu với giá 75.000 một cây. Thì những cây này con đang chuẩn bị lặt lá và vô dây lại, lặt lá và vô dây đó. Thì cô chú anh chị mình có thể thấy được cái dáng ha, còn bình thường là lá nó tùm hết, bình thường là lá nó tùm hết trơn à. Thì hôm nay sẵn đây con quay luôn, cô chú anh chị mình có muốn giao lưu thì cứ liên hệ con. Đây con quay cận cảnh của chú nhìn coi nha, cái cọng dây mà nó ăn vô hết nửa không gian gì cô chú chị mình cũng biết nó già cỡ nào rồi nha. Nó ăn nửa không gian rồi nè đó. Những cây sam trái này hiện tại con đang giao lưu với giá là 75.000 một cây. Thì cô chú anh chị mình yêu thích thì cứ liên hệ con nha. Sam trái đây nè. Cái này cô chú anh chị mình vô dây và vô lại chậu nhỏ quắn cái dáng đổ rất là đẹp ha, đổ mini siêu mini rất là đẹp. Tại vì con quắn cái dáng nó ngang ngang sẵn này nè, mình chồng nghiêng xuống cái à, rồi xong mình quắn lại, mình cắt tỉa cục lại đang cho nó ra chi tàn là mình uống cây bonsai mini ha, dáng đổ mini. Rồi hiện tại ở vườn con là có linh sam 86 nữa nha cô chú anh chị, linh sam 86 hàng chơi mini. Và đây là những cây giá 65.000 một cây. Những cây này là được chiết nhánh là từ nhỏ và thuần chậu cho đến lớn như thế này là cũng rơi từ tầm khoảng 15 đến 16 tháng. Và hiện tại những cây này là chi tàn nó rất là nhiều. Về cô chú anh chị mình có thể làm một cây bonsai mini liền ha. Và một chậu như thế này, về cô chú anh chị mình có thể tách ra được 2 đến 3 cây. Và cũng như chậu này, về cô chú anh chị mình có thể tách được 4 cây. Đó, tách được 4 cây mini ha. Rất là đẹp luôn. Và chi tàn mấy em này là nhiều lắm nha cô chú anh chị. Về mình chỉ có thể cắt tỉa bỏ thôi. Hiện tại thì mấy em này là cái lá nó hơi vàng, tại vì bón phân với lại vô thêm chất trồng là hết nổi rồi. Quá nhiều, số lượng quá nhiều. Cây nó ăn bít bầu rồi cô chú anh chị, nó ăn hết trơn đất rồi, tưới nước muốn xỉu luôn vậy đó. Cô chú anh chị mình có thể thấy nè, cái cây mà cái tàn ở trên nó chà bá luôn mà nó cái bầu có chút xíu à. Nước nó ăn tưới không nổi. Đây. Nước này ăn, nước nó hút là tưới không nổi luôn á. Cái này về mình tách nó ra xong rồi mình thêm chất trồng đó, rồi mình từ từ rồi mình bón phân nó, cây nó sẽ ra lại ra lá xanh lại rất là đẹp ha. Hiện tại thì nó vẫn xanh bình thường, nó hơi ngã vàng tí thôi. Và hiện tại những cây linh sam 86 loại to này con đang giao lưu với giá là 65.000 một chậu. Cô chú anh chị mình một chậu có thể tách ra được từ 2 đến 3 cây. Đó, mình làm những cây mini ha. Và con có giao lưu loại 86 nhỏ nữa nha cô chú anh chị. 86 nhỏ. Sao lấy đây. Đây nè. Cây một cốt nữa.
đây. Còn đây là linh sam 86 lọ nhỏ, thì lọ này cũng dạng bộ nữa nha, nhưng mà sao con bóc hành có cây màu cốt quá nè. Nó cũng tương tự như cái loại mà 65.000, nhưng mà cái thằng này là trồng khoảng chừng 10 tháng thôi, 10 tháng đến 12 tháng nằm trong tầm đó. Và những cây linh sam 86 này hiện tại là chi tàn cũng rất là nhiều, về mình có thể uống một cây bonsai mini mình chơi liền luôn. Và cây loại nhỏ như thế này, một chậu nhỏ như thế này á, thì đa số của con là từ 2 cốt đến 3 cốt. Một chậu mình có thể tách được từ 2 đến 3 cây. Một chậu tách được từ 2 đến 3 cây ha. Và chậu này thì nói chung là loại một cốt như thế này rất là ít. Vì hiện tại chậu linh sam 86 loại nhỏ này con đang giao lưu với giá là 45.000 một chậu. 45.000 một chậu ha. Còn đây là linh sam siêu bông. Cây này thì ở ngoài nó bự quá rồi, lấy giới thiệu không được. Trời ơi bóc cây bự quá. Còn đây là những cây linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Linh sam siêu hoa. Hiện tại những cây siêu hoa này con đang giao lưu với giá là 50.000 một cây. Cây thì từ ngón út, cỡ ngón út còn trở lên ha. Và chiều cao là tầm khoảng chừng 4 đến 50cm một cây. Cây hiện tại là chi tàn rất là nhiều luôn. Siêu bông này là chi tàn rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Và hiện tại những cây linh sam siêu bông này con đang giao lưu với giá là 50.000 một cây. Đó, linh sam siêu bông. Còn lô hạt gạo này con mới vừa về hồi trưa. Lô linh sam hạt gạo này giá từ 170.000 một cây trở lại. Thì cái loại hạt gạo này á là được chủ vườn người ta là cắt tỉa chi tàn từ nhỏ cho đến lớn, cho nên cái gốc của nó chưa có to, nhưng mà cái bộ chi tàn nó đã thành thẩm rồi. Cái này là con chỉ cắt tỉa nhẹ một cái nữa là chi tàn nó rất là đẹp luôn. Cắt tỉa nhẹ một cái là nó tròn tàn thôi. Thì nhìn qua màn hình của chú chị mình cũng có thể thấy chi tàn nó kín mít luôn ha. Đó, cây nào cũng vậy, chi tàn kín mít tròn que luôn. Đó, hàng này nói chung là rất là đẹp. Và cái gốc của nó thì cũng cỡ ngón tay cái có, rồi ngón giò cái có. Mà tùy cây, quan trọng là cái bộ tàn rất là đẹp ha, bộ tàn rất là đẹp luôn. Đây nè, như cây này nè, bộ tàn rất là đẹp ha. Thì hàng này con hiện tại đang giao lưu với giá là 170.000 một cây trở lại. Thì cô chú anh chị mình có muốn mua thì cứ kết nối Zalo, xong rồi điện lựa cây trực tiếp. Đó, không thì đợi con lên clip cụ thể ha. Linh sam hạt gạo. Còn hàng ở bên đây thì rẻ hơn, giá từ 150.000 một cây trở lại. Giá rẻ hơn nha, từ 150.000 một cây trở lại thôi. Và tiếp theo con xin giới thiệu đây là những cây cằn thăng. Hiện tại là những cây cằn thăng chưa vô dây gì hết, nói chung là chưa có đụng chạm gì tới cái bộ chi tàn của nó. Để về cô chú anh chị mình á, mục đích là uốn éo những dáng độ dáng bonsai mini theo cái ý thích của mình ha. Và những cái gốc này á, cô chú anh chị mình có thể nhìn nè, con đã quấn quái hết rồi. Con đã quấn quái hết rồi. Mấy cây này thì cái thân của nó có cây chiếc mực xanh mình thôi nha cô chú anh chị. Và những gốc này là quấn quái hết rồi ha, rất là đẹp luôn. Về mình có thể làm một tạo dáng một cái bonsai mini để bàn trà rất là đẹp nha. Và giá những cây này có 65.000 một cây thôi. Và tiếp theo con cũng xin giao lưu linh, ý con xin lỗi, cằn thăng luôn. Và cũng quấn gốc quái như thế này. Thì thằng này và thằng này là nó tương tự như nhau. Tại vì con nâng bộ đế này và con thay cái chậu trắng. Và con vô dây, nó con vô dây lại để con quấn một cây bonsai mini cho nó gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ ha. Thì cái hàng này con cũng giao lưu giá 65.000. Và hiện tại là con cắt tỉa lá hết và nó đang ra những chồi non mới. Loại này con cũng quấn củ quái luôn. Và hiện tại cái này con cũng giao lưu với giá là 65.000 một cây. Đó, 65.000 một cây, giá rất là ok ha. À, đây sẵn đây con xin so sánh với cái cây mà loại 150.000 một cây luôn ha. Đây con xin quay sơ ngang trước cái. Hàng trên màn hình của chú anh chị mình có thấy, con đưa bàn tay ra đây nè, là giá 150.000 một cây cằn thăng mini. Nè, con xin lỗi không phải mini, nó là loại chung rồi, chơi bonsai chung ha. Và so sánh với cái cây 65.000 và cây 150 thì cái cây 150 rất là to luôn nha. Đó, cái cũ rồi rất là đẹp hơn, nói chung là đẹp hơn rất là nhiều. Và hiện tại những cây này con cũng cắt tỉa lại và con vô dây rồi. Và hiện tại đang ra chi tàn rất là nhiều và rất là đẹp ha. Và những cây cằn thăng này con giao lưu giá 150.000 một cây. Nó quấn củ quái, thăng thì cỡ ngón út trở lên.
Còn cái cũ thì siêu quái luôn, nó bự cỡ cái nhỏ hơn nắm đấm con tí ha. Nhưng mà để một cái cây bonsai mini mà cái cũ nó quái như thế này giờ mình chăm rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là gịch. Với cái giá 150 ngàn một cây thôi, cô chú anh chị mình cứ liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Đây giờ mấy cũ nè, khủng chưa, nguyên một cái cũ đặc luôn, quá đã luôn nè. Nguyên một cái nù. Nói chung là những cây cần thăng này, cây nào cây nấy cũ nó cũng rất là quái. Thì cô chú anh chị mình có muốn lựa cây luôn á thì cứ kết nối Zalo, rồi có gì điện trực tiếp để lựa. Mình ưng cái cũ nào thì mình lấy cái cây cần thăng cái cũ đó. Rồi tiếp theo con xin giới thiệu tiếp tục là cái lô phôi sam trái. Ý con xin lỗi, lô phôi linh san sông Hinh. Thì cái lô phôi này hiện tại con đang giao lưu giá từ 150 ngàn một cây trở lại. Có nhiều cây đến rất là đẹp thì cô chú anh chị mình cứ kết nối Zalo và lựa. Không mấy thì con lên clip từng cây cụ thể để cô chú anh chị mình lựa ha. Sông Hinh phôi. Và đây là những cây sam trái. Hiện tại những cây sam trái ở bên vườn con, hàng này là hàng loại to. Đó, hàng loại quấn quái nè. Quấn quái này là trồng khoảng chừng 2 năm rồi đó. Rồi cắt một cái bộ chi tàn tròn tròn mini gì nè. Hiện tại con đang giao lưu giá từ 200 ngàn một cây trở lại. Cô chú anh chị mình có giao lưu thì liên hệ con luôn. Nó nữa đó, từ 200 ngàn một cây trở lại ha. Rồi, tiếp theo clip này để con giới thiệu với cô chú anh chị mình đó là sam hương. Đây là những cây sam hương mini mà ở vườn con làm. Và những cây này hiện tại con đang giao lưu với giá là 35 ngàn một cây. Con xin báo giá trước luôn. Và cái thân của nó là từ ngón tay út cho đến ngón tay cái. Có thể có cây đến ngón giò cái luôn. Và con giao lưu đồng giá là 35 ngàn. Nếu như cô chú anh chị mua cái hàng này thì con sẽ tự lựa cho cô chú anh chị mình. Và những cái cây này con quay trên clip như thế nào và con sẽ giao những cây tương tự như vậy. Đó, đây là hàng sam hương và giá là 35 ngàn một cây. Thì những cây này được con chiết nhánh và vô chậu lại sắp đế. Và hiện tại là con cắt tỉa một nước rồi, chi tàn nó ra nè, rất là đẹp và rất là xanh luôn. Hiện tại hàng này là hàng ép lá một lần rồi nha cô chú anh chị. Bình thường là lá nó rất là to. Lá này to chưa hơi hám gì đâu. Đây con chuyển sang cây đầu đinh để con giới thiệu cái lá thôi nha. Đầu đinh sắp đế, nói chung là sắp đế nó cũng tương tự vậy đó. Có cây nó đế đều, có cây thì đế không đều, tùy cây. Chứ không phải mình sắp đế là cây nào nó cũng đều hết 100% nha cô chú. Và cái lá sam hương nó bự vậy đó, bự chà bá vậy nè. Đây có cây là nó bự gì luôn nè, gần bằng bàn tay luôn ha, bốn ngón tay nè. Và con cắt tỉa ép lại cái lá nó nhỏ như thế này luôn, có cây thì cái lá nó nhỏ nhí luôn nè. Và cô chú anh chị mình dìa chăm sóc và uốn éo thì cô chú anh chị mình càng cắt tỉa thì lá nó sẽ càng nhỏ lại. Và hiện tại những cây sam hương giống như thế này con giao lưu giá 35 ngàn một cây. Và cô chú anh chị muốn mua riêng loại này không cũng được, con ship từ 2 cây. Nhưng nếu như cô chú anh chị mua từ 2 cây đến 9 cây thì con sẽ chưa có bao phí vận chuyển nha. Tại vì chưa có đạt đến cái cột mốc mà con đưa ra yêu cầu. Thì nếu như cô chú anh chị mình mua riêng cái sam hương này không, mua 10 cây thì nó đủ cái yêu cầu con rồi, con sẽ bao luôn phí vận chuyển cho cô chú anh chị. Và con sẽ tặng thêm một cây mini nha. Và con cũng xin nói trước cái hàng tặng của con là cái hàng cây nó nhỏ vậy nè. Nó hàng này là hàng tặng. Nhưng mà những cây nhỏ này nó rất là khỏe. Cô chú anh chị mình cắt tỉa làm những cây bonsai nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn ha. Đó, sam hương thì ở vườn con còn rất là nhiều. Đây, cô chú anh chị mình có mua loại hàng này thì liên hệ con. 10 cây sam hương giá chỉ có 350 ngàn thôi. Mà được tặng thêm một cây, bao luôn phí vận chuyển ha. Rồi, thì vườn con tiếp tục giới thiệu là sam sông Hinh phôi. Thì sam sông Hinh phôi này là được chiết nhánh và vô một cái chậu sáo, xong rồi lên một cái chậu chính như thế này và đặt xuống đất. Đó, cắt đít đặt xuống đất và quấn một cái dáng quái như thế này để làm được một cái cây bonsai mà nó có dáng quái, dáng bay, dáng đổ hình thù như thế này là con phải tốn 2 năm. Nó mới một cái phôi nó mới bự như thế này ha. Và hiện tại cái phôi này con đang giao lưu với giá là 230 ngàn một phôi. Cô chú anh chị mình có yêu thích những cây linh sam sông Hinh dáng đổ hoặc là dáng bay hoặc là dáng quái thì cô chú anh chị mình kết nối Zalo con, và muốn nói là mua sông Hinh dáng đổ dáng quái thì con sẽ
chụp hình cho cô chú anh chị mình coi, hoặc là điện lựa cây trực tiếp ha. Đây là những cây sam song hình. Và tiếp theo con giới thiệu kèm thêm một cái sản phẩm, bên một cái cây bên vườn con nữa là cây linh sam siêu bông. Thì linh sam siêu bông này ở vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 35.000 một cây. Và những cây này là những cây hàng mini và được vô chậu mini, mục đích là để làm những cây bonsai nhỏ để mình chơi, để bàn. Hiện tại những cây này là nó ra chi tàn và nó rất là tươi tốt, và con đang muốn giao lưu với giá 35.000. Thì nếu như trong thời gian tới con bán chưa hết thì con sẽ vào chậu và con sẽ nuôi lớn, con sẽ cắt, con sẽ làm những cái dáng bonsai mini ha. Rồi thì hàng này con giới thiệu sơ sơ thôi. Cô chú anh chị mình có mua những cái mặt hàng cây cảnh bonsai mini nào thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ con. Số điện thoại con để trên tiêu đề. Thì ở vườn con bán những mặt hàng hiện tại đang có ở vườn là bán giá từ 200.000 một cây trở lại rất là nhiều, với giá rất là mềm để cô chú anh chị mình có thể tập chơi những cây cảnh ha. Tập chơi cây cảnh với giá mềm, vì mà cây mình chăm sóc không được hoặc là nó có hư hao gì, nó cũng cái thiệt hại của mình nó cũng không quá lớn. Khi mà mình nuôi thành một cái cây đẹp rồi đó thì chắc đó mình mua những cái cây mắc tiền về mình có thể chăm sóc nó tốt được ha, và nó sẽ tránh cái thiệt hại nặng nề. Và những cây đẹp, những cô chú anh chị mua những cây đẹp mà về không biết chăm sóc thì cây nó chết thì rất là tiếc ha. Đó thì cô chú anh chị mình có mua thì liên hệ con qua số điện thoại là 0387849762, hoặc là số điện thoại là 0866159600. Rồi còn một số điện thoại nữa thì con sẽ để trên tiêu đề, thì cô chú anh chị mình liên hệ số nào cũng được đó. Thì con lên video này thì nói chung là cũng giới thiệu gần hết mặt hàng rồi. Và vừa hồi nãy con lướt qua một cái mặt hàng rất là đẹp mà con quên quay, thì con xin đảo ngược lại để quay cái cây đó ha. Đảo ngược lại để quay ba cây. Và cây này là cây sam hồng phấn, hiện tại con đang giao lưu với giá là 50.000 một cây. Đây, có cây ở ngoài nè, 50.000 một cây sam hồng phấn như thế này. Còn clip cũng rất là dài, con giới thiệu nhanh ha. Còn sam trắng giá 40.000 một cây. Rồi con có tím than nữa, nhưng mà tím than nó cũng tương tự như thế này nha. Tím than nó cũng tương tự như cây này, và hiện tại con cũng giao lưu giá là 70.000 một cây. Tím than thì cái hàng đó chiết rất là khó, cho nên cái nó nhỏ hơn những loại này rất là nhiều, nhưng mà giá nó mắc hơn, tại vì nó chiết đến 3-4 tháng mới ra rễ. Và trong quá trình mà cắt nhánh đó để trồng xuống thì nó còn hao hụt gần 30%. Cũng như 100 cây mình cắt xuống là mình trồng mình lấy được có 70 cây thôi. Rồi con xin đó là riêng cái cây tím than nha cô chú anh chị. Còn những cái cây này thì rất là dễ, hầu như là đạt trên 95% nếu như mà chiết. Rồi thôi con xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video. Rồi con xin tạm dừng ạ. Cô chú anh chị mình có yêu thích cái loại cây cảnh nào thì cứ liên hệ con nha. Rồi con xin mến chào.